Đây là cái bịch bột bánh lọt làm sẵn các bạn. Bịch bánh bột bánh lọt. Cái gói bánh lọt nè. Một cái gói bánh lọt nó có sẵn như thế, nó 1.000 ml ha, 1 lít nước mình đổ vô. Đây. Rồi đổ hết 1 lít nước vô luôn. Rồi, sau đó thì mình sẽ khuấy cho bột tan đều. Giờ mình khuấy cho nó tan đều nha. Rồi, để nấu cho nó trong và nó sánh lại nha. Đó. Đổ hết lên luôn. Bếp lên. Khuấy đều. Mình quậy tiếp tục cho nó trong cái bột và sánh lại ha các bạn. Đây nó bắt đầu nặng tay hơn rồi nè. Đó, cái bột bắt đầu nặng tay hơn rồi. Bây giờ nóng quá. Ráng cố gắng quậy cho nó đều tay nha. Lấy một cái rổ có cái lỗ như thế này ha. Đây nè, mình sẽ bỏ vô cái đây nha. Đổ qua. Sáng lại. Rồi, sau khi mình đổ qua bên này rồi thì mình sẽ ấn cái giá xuống để cho nó lọt qua cái lỗ các bạn. Rồi, giờ mình sẽ đậy xuống để nó lọt qua cái lỗ nha. Đó, nó xuống rồi nè. À, nó xuống rồi nè các bạn. Đó, thấy không? Mình sẽ ấn nó xuống cái lỗ nè. Đè xuống. Nè các bạn, đó. Bạn thấy không? Lớp xuống nước đá nó sẽ như thế này nè. Đó. Đó, bánh lọt của chúng ta ha. Rồi, bắt đầu mình ấn tiếp. Nó xuống sắp hết rồi đó, mình cứ đó cái bánh lọt của mình nè. Ngâm với nước đá. Rồi chúng ta sẽ dùng nước đường các bạn. Đây là 2 ly nước đường. Đường chúng ta thao hình nước rồi ha. Cho thêm một chút xíu ha. Mình ngâm khoảng 15 phút nó sẽ ngon hơn. Đây là bánh lọt của chúng ta. Vô ly nha. Rồi, xin mời cả nhà mình cùng thưởng thức một ly bánh lọt nha. Các bạn thấy hay hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.